thế giới đang bước vào năm Covid thứ ba với nhiều kinh nghiệm, tầm nhìn và khả năng thích ứng tốt hơn. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch Covid-19. Theo đó, WHO đã nêu ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay. Ngày 30 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố bản cập nhật đánh giá về dịch Covid-19. Theo đó, WHO đã nêu ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, Dựa trên những gì mà chúng tôi đánh giá, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian, khi khả năng miễn dịch tăng lên nhờ vaccine và lây nhiễm. Tuy nhiên, người đứng đầu WHO cũng thận trọng cho rằng, những đợt gia tăng số ca nhiễm và tử vong sẽ xảy ra theo giai đoạn khi miễn dịch suy giảm điều này có thể khiến cho việc tiêm bổ sung cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương là cần thiết. Ngoài ra, ông Gabriel Jesus cũng cho biết hai kịch bản còn lại đó là các biến thể ít nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện và khi đó các mũi vaccine tăng cường hoặc công thức vaccine mới có thể sẽ không cần thiết hoặc một biến chủng mới sẽ xuất hiện và sẽ khiến cho khả năng chống lây nhiễm của vaccine giảm xuống nhanh chóng. Đây là bản cập nhật thứ ba của kế hoạch chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó chiến lược được WHO công bố. Ông Gabriel Jesus cũng cho biết, đây có thể sẽ là bản cập nhật cuối cùng mà WHO đưa ra. Báo cáo đầu tiên đã được tổ chức này công bố vào tháng 2 năm 2020, thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát.